Nàng là nữ nhân, nếu muốn cải nam trang, phải nên cẩn thận một chút. Làm sao lại để người khác tùy ý nắm tay như vậy chứ? Thần không có tùy ý, thần không có sở loạn, chỉ vuốt tay là có thể biết được sao? Ngươi còn nghĩ sở gì nữa? Thần không nói gì cả, thần cũng không muốn sở gì cả. Thần không có ý đó, thần muốn nói Ngộ Tác rất giỏi việc này. Chỉ cần vuốt một cái là biết ngay. Có thể, nhưng thường thì chỉ bằng cách vuốt tay không thể xác định hoàn toàn. Vậy tại sao ngươi lại biết ngay khi vuốt? Bởi vì tay ngươi rất mềm mại. Vậy còn dựa vào cái gì để xác nhận? Khi nói về chuyên môn, Phong Dương ngay lập tức trở nên hứng khởi. Hai người bắt đầu trò chuyện như không có ai xung quanh. Tạ Tịnh Chu bị bỏ lại một bên. Đã nói xong chưa? Nói xong rồi, thần sẽ rời đi ngay bây giờ. Sau khi trở về phủ, Thẩm Yên bền lòng vững dạ hai ngày không rời khỏi phủ. Tạ Tịnh Chu biết nàng đang cố gắng tìm ra hung thủ, vì vậy hắn cũng mặc kệ nàng. Cho đến ngày thứ ba, ám vệ phụ trách bảo hộ Thẩm Yên mới hướng Tạ Tịnh Chu báo cáo. Điện hạ, Thời Vũ và Tiểu Hầu gia đã đi hội thơ cùng nhau, nhưng không phải là hội thơ do Thế gia tổ chức, mà là tại Học viện Bình Sơn. Điều này thật lạ. Học viện Bình Sơn là nơi của những hàn môn đệ tử không thể trả học phí cao. Bùi Thuần Lễ, một công tử thích ăn chơi phóng túng của Thế gia, hắn đến Học viện Bình Sơn làm gì? Liệu có phải học viện có kỷ niệm của Thẩm Yên không? Vậy tại sao nàng ấy lại phải đưa theo Bùi Thuần Lễ? Hai người đã đi cùng nhau ba lần rồi. Điện hạ đã nói nếu không có tình huống đặc biệt thì không cần báo cáo, vì vậy thuộc hạ mới đến báo cáo hôm nay. Nàng ấy cuối cùng muốn làm gì? Lần sau nếu có tình huống như vậy, thuộc hạ có cần phải ngăn chặn không? Không cần, nếu không liên quan đến tính mạng, các người không cần lo. Nếu nàng ấy ngay cả chuyện nhỏ này cũng không thể giải quyết, thì cô ấy không phải họ Thẩm, không phải là Thẩm Yên. Điện hạ, người đó lại đến rồi. Đang nằm trên tường viện nói xấu về ngài đấy. Thời Vũ cũng ở đó, điện hạ có muốn đi xem không? Vừa vặn có sự kiện muốn cho nàng ấy biết. Huynh nhìn xem, ta đã phải hy sinh như thế nào để gặp huynh. Hiện nay, tin đồn lan truyền khắp bốn phía, nói rằng Tạ Tịnh Chu thích nam sắc. Mọi người đều cho rằng ta đục góc tường vương phủ để lén nhìn trộm tuyệt thế dung nhan của hắn. Tất cả đều vì huynh đấy. Tạ Tịnh Chu hắn không cho ta đến. Chẳng lẽ ta còn có sự lựa chọn khác sao? Bên ngoài bức tường này chắc chắn không phải là lãnh thổ của anh Tạ Tịnh Chu. Huynh suốt ngày như vậy, cha huynh cũng mặc kệ à? Ông ấy mặc kệ thì tốt chứ sao? Gần đây ông ấy không biết đang bận gì. Cả ngày không thấy bóng đâu. Theo quỹ đạo ban đầu, lão hoàng đế chỉ còn thời gian không đến nửa năm. Tiên Bình Hầu đang bận cùng thái tử giữ chắc vị thế. Thịnh kinh này thật sự nhàm chán, nơi mà cả con chó cũng không muốn ở. Huynh thấy ta nói đúng chưa? Huynh đi trước đi, hôm nay ta không thể đi ra ngoài. Nếu không huynh vẫn nên là đi theo ta đi. Theo ta, huynh không cần làm gì, chỉ cần ăn ngon uống say, huynh cũng không cần ký khế ước. Cuối cùng tại sao huynh vẫn không đi? Điện hạ, góc tường đã bị đào đến gần mắt chúng ta rồi. Ta không chịu nổi nữa, ta thực sự muốn lên và đánh hắn. Chờ chút, ta muốn nghe xem cậu ấy sẽ trả lời thế nào. Huynh quản ta vui lòng. Được rồi, ta cũng không khuyên huynh. Mấy ngày nay ta nằm đến đau mỏi thắt lưng, hôm nay sẽ không ở lâu. Đúng rồi, hôm nay ta tự mang đồ ngon cho huynh. Cái gì? Đừng nói như là huynh đệ lại có chuyện tốt không nghĩ tới huynh. Ta xem xong rồi, người khác muốn mượn ta cũng không cho. Ta chỉ nghĩ đến huynh thôi, tiếp lấy. Túi đồ lớn như vậy, đều là gì vậy? Đồ tốt, giữ lại từ từ xem, nhưng đều là báu vật đấy. Chờ cho Bùi Thuần Lễ rời đi một lúc, Thẩm Yên từ trong bao bọc lấy ra một quyển sách vừa mở trang. Nàng liền đóng lại như thấy một thứ gì đó đáng sợ. Bùi Thuần Lễ tên cầu tặc này, lại dám mang đến cho mình một bao đồ vừa vấn. Ngài đến từ lúc nào? Sao ngươi lại căng thẳng như vậy? Chỉ là mang theo một vài quyển sách cho thần thôi. Ta không hỏi, còn muốn ăn không? Không ăn thì cho chó ăn. Điện hạ đến đây có việc gì đặc biệt không? Vụ án Yên Lương Quan đã kéo dài quá lâu, các học giả của Quốc Tử Giám đã đứng ngồi không yên. Sáng nay đã quỳ xin ở ngoài cửa Thừa Thiên Môn, cửa cung cũng có các hàn môn đệ tử đang quỳ, đến bây giờ vẫn chưa giải tán. Lão hoàng đế bị áp lực, chắc chắn sẽ ra lệnh cho tam ti xử nhanh, nhưng cụ thể xử thế nào vẫn là phải xem xét lại. Có lẽ sẽ là vài ngày tới. Vụ án này không nên kéo dài thêm, nếu không thì 10 vạn vong linh sẽ được an nghỉ như thế nào? Là ngươi làm phải không? Điện hạ có ý gì vậy? Đi theo ta. Hai người đến phòng sách của Lộc Minh Hiên, nơi này. Tạ Tịnh Chu đã không bước chân vào từ nhiều năm. Hắn liếc qua bức tranh trên tường, liền biết kế hoạch của Thẩm Yên. Thân là đế vương, điều không thể chấp nhận nhất là có người tự cho mình thông minh, vượt trội hơn quyền lực hoàng gia. Hoàng đế làm sao có thể cho phép mình bị ai đó dắt mũi? Không nói nữa à? Không phải sắp xếp rất tốt sao? Đầu tiên là đi hội thơ ở Bình Sơn Thư Viện, kích động hàn môn đệ tử nổi dậy. Ta nên nói ngươi thông minh hay nên nói ngươi ngu ngốc đây? Ngươi để họ trở thành con mồi, ép hoàng đế không thể đưa ra quyết định. Ngươi nghĩ rằng đồng tự đế không nhận ra có người gây rối à? Ngài, khi nào đã nhận ra? Ta cũng chỉ phát hiện hôm nay. Ban đầu tưởng rằng trong thư viện có bạn bè cũ của ngươi, cho đến ngày hôm nay các học giả của thư viện và học viện Quốc Tử Giám cùng hành động, mới biết rằng ngươi đã đóng vai trò trọng yếu nhất.
Ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi. Biết dùng người, chỉ bằng sức mạnh của một mình đã có thể gây ra sự chấn động lớn như vậy. Ngươi cuối cùng đã nói gì với những học giả đó? Sức ép như vậy họ cũng không rút lui. Nói ra ngài có thể không tin. Thần không nói bất kỳ lời nào mang tính chất kích động cả. Chỉ là thần kể một chút về những gì xảy ra ở biên quan. Văn nhân dù không thể lên trận giết địch, nhưng bước của văn nhân cũng như thanh kiếm của chiến binh, đôi khi thậm chí còn sắc bén hơn lưỡi kiếm. Ta hỏi ngươi, nếu một ngày nào đó bị phát hiện trên người ngươi, ngươi sẽ đối phó như thế nào? Thần rất cẩn thận, không thể phát hiện ra thần. Dù thực sự bị phát hiện ra thần, thần cũng sẽ không làm liên lụy đến ngài. Thẩm Yên, người nghĩ ta sẽ sợ bị ngươi làm liên lụy sao? Chuyện này cứ coi như là do ta làm, cùng tự đấy cũng không dám động vào ta. Nhưng ông ta sẽ động vào ngươi. Ngươi lo lắng điều gì? Thần lo lắng vì nếu có thể bị ngài phát hiện, thì người khác cũng có thể phát hiện. Bây giờ có biết sợ chưa? Giải quyết hậu của cứ để ta thay ngươi xử lý. Chỉ cần ở nhà ít ra ngoài trong thời gian ngắn. Cẩn thận tránh bị theo dõi. Chỉ biết đi về phía trước mà không biết giải quyết hậu quả. Xem như ta rảnh rỗi giúp ngươi. Còn muốn người khác đến thay ngươi. Dọn dẹp sai. Ngươi nói ta đã cứu ngươi bao nhiêu lần? Ân đức của điện hạ, thời vũ không thể đền đáp. Không thể đền đáp, có phải là không dự định đền đáp không? Không phải không đền đáp, chỉ là ngài không thiếu thứ gì cả. Mà thứ thần có lại không nhiều. Không biết có thể cho ngài thứ gì. Ngươi làm sao biết những gì ngươi có ta lại không muốn? Thần hiểu rồi. Ngươi hiểu gì rồi? Nhưng hiện tại thần vẫn không thể cho ngài. Ta không phải vì ân báo mà ép buộc ngươi. Chỉ là hiện tại thần không mang nhiều tiền bạc trên người. Điện hạ chắc chắn sẽ không thèm nhìn. Cửa tiệm ở Thịnh Kinh cũng không thuận tiện rút ra số tiền lớn. Đợi thần viết một bức thư gửi đi. Thẩm Yên, ngươi thấy ta có vẻ thiếu tiền bạc không? Vậy thì ta sẽ hỏi ngươi một chút. Ngươi dự định sẽ chuẩn bị bao nhiêu bạc để tạ ơn cho ta? Ấn đức cao cả của điện hạ, dù có bao nhiêu châu báu cũng có thể báo đáp. Thần sẽ chuẩn bị 100 vạn lượng để tạ ơn. Nếu ngài cảm thấy ít, vẫn có thể tăng lên. Thẩm tiểu thư khi xuất thủ cũng là 100 vạn cấp bậc. Đó là 1/5 thuế của Đại Chu năm ngoái. Ta làm sao dám cảm thấy ít? Có thể thấy lúc ra ở Hà Châu đã giàu đến mức nào. Chỉ là mất một chút tài sản thôi. Sáng hôm sau, quan viên bắt đầu lần lượt lên triều. Chỉ thấy trước cung điện, một đám học trò quỳ đầy. Họ từ hôm qua lên triều đến giờ. Một số người không thể chịu đựng nữa và đã ngất đi. Thủ phụ đại nhân, chiến bại ở Yên Lương Quan đã qua mấy tháng, 10 vạn vong linh không thể yên nghỉ. Các học giả được họ phò hộ, dân thần một ngày không rõ. Các học giả không thể yên giấc. Bây giờ các học giả đang quỳ ở đây xin thánh thượng ban cho 10 vạn vong linh một công đạo. Bệ hạ chắc chắn sẽ điều tra vụ án này. Bây giờ các người đang quỳ ở đây, điều này tương đương với việc ép buộc thánh thượng.